sẽ chơi một. Mẹ Rita đã đi vô nhà bếp để làm rồi. Hôm trước Rita đã dạy cho các bạn làm lam hôm kia đó. Rồi các bạn có thấy là lam á chơi vui lắm, nhưng mà không, chị Hải Anh không cho mình chơi vì lam của chị ấy rất là đặc biệt. Đây là một lam bột. Lam bột này các bạn không cần mua ở đâu hết, chỉ cần đẩy lên nè đó, nó có thể làm như nè, nó đẩy lên nè. Đây chúng ta có thể đẩy xuống được luôn. Mặc dù là cái này rất là đặc biệt, lam này thì không cần phải làm gì hết mà là có bột ha, bột mì đó các bạn. Chúng ta gọi là bột, nhưng mà bột bình thường thôi, không cần sử dụng nha. Đó, các bạn có thể làm vậy nè. Đó, làm gì rất là vui luôn. Cào cào xuống là nó rất là đã tay. Nhưng mà không ngờ là chị đã làm một cái bột này, quay một cái video clip. Cái này thì rất là im luôn ha, rất là mềm, dẻo nữa. Đây là một cái hào đồ ha, chúng ta chỉ cần bóp bóp nhẹ để chúng ta giặt đồ được luôn. Thật là đã tay sướng. Bóp lên. Rồi, chương trình của chúng ta rất là, một lát em của Rita đến thì Rita sẽ chơi cùng em. Rồi mình chơi tới đây thôi, con tạm biệt các bạn đi. Bye bye các bạn nha.